Thưa sư, con có một câu hỏi là khi một người tham gia nhập ngũ và tham gia các nhiệm vụ mang tính tác chiến và hỗ trợ, hành động này có thể dẫn tới phạm giới sát sanh và trộm cắp nói dối. Trong trường hợp nếu mình là người quân nhân buộc phải chấp hành quân lệnh dẫn đến việc phạm giới thì mình phải làm sao? Thì nếu quý vị hỏi là phải làm sao á, thì không riêng gì cái sự kiện này mà trong bất kỳ trường hợp nào thì nó cũng có ba trường hợp mà chúng ta làm, tự quý vị suy tư rồi quyết định. Một là nghe theo sở thích của mình, tức là người ta ra lệnh mình có làm hay không đó là do mình thích hay không thôi. Tôi thích tôi làm, tôi không thích tôi không làm, thì người đó là cái người lấy mình làm trọng. Cái thứ hai là cái người ra lệnh cho mình á, là mình làm. Cái chuyện đúng sai không cần biết, mà mình chỉ cần gọi là người ta ra lệnh là mình làm thôi. Thì đó thuộc về lấy người làm trọng. Thì trong trường hợp lấy mình làm trọng và lấy người làm trọng á, nếu mình làm thiện, mình làm phước thì mình được phước. Còn mình tạo ác nghiệp, mình tạo tội thì mình chịu tội à. Mình không thể lý luận là thì là tại bởi, không có. Mình đã làm cái nghiệp bất thiện là mình phải chịu cái quả thôi. Và cái thứ ba đó là lấy pháp làm trọng, tức là mình xem coi là Đức Thế Tôn ngài đã dạy cái gì, theo chánh pháp mình nên làm cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Khi mà chúng ta lấy pháp làm trọng thì chúng ta làm, đương nhiên chúng ta vẫn luôn luôn làm thiện và chúng ta sẽ tránh làm bất thiện. Thì khi chúng ta đã làm thiện thì đương nhiên là chúng ta đi lên, còn nếu mà chúng ta trừ bỏ bất thiện thì chúng ta cũng đi lên. Cho nên là về những câu hỏi đại loại như thế này thì tự chúng ta suy xét là chúng ta nên lấy mình làm trọng, lấy người làm trọng hay lấy pháp làm trọng ha.